làm. Hôm nay thì mình sẽ đi làm ở Vincom Nguyễn Chí Thanh. Hôm nay mọi người sẽ theo chân mình xem mình đi làm thì sẽ như thế nào nhé. Hôm nay mình lên họp. Hôm nay mình mặc hơi hổ báo cáo chôn. Bây giờ là 11 giờ 12 giờ, hơn bây giờ là gần 1 giờ rồi thì mình mới lên công ty. Tại chiều nay mình có lịch họp ấy. Phải có thẻ mới vào được, tất nhiên là vậy rồi. Đó, không có một ai. Mọi người đã đi ra ngoài ăn trưa và đi uống trà đá hết rồi thì bây giờ mình mới đi ăn đây. Bây giờ mọi người đi ăn cùng với mình nha. Hôm nay mình mặc đồ thì nhìn hơi hổ báo cáo chôn. Đây. Rồi đi dép màu đỏ. Bộ cả bộ này mình đang mặc của Nem hết. Cho nên là mọi người hay hỏi mình là mình đi làm mình mặc cái gì ấy. Cái áo này là giá là bao nhiêu ta? 2 triệu mấy á. Áo vest 2 triệu mấy được sale 50. Áo trong cũng vậy, 1 triệu mấy được sale 50. Và quần cũng vậy, 1,2 triệu được sale 50. Đó. Nói chung là mặc đồ đẹp nhưng mà nó cũng phải sale thì mới mua. Của bọn mình hôm nay thì nhìn ra đằng ngoài này thì mọi người thấy đẹp không? Cây đấy là cây giả đấy. Đó, còn đây là phòng họp. Mọi người đi ra ngoài ăn hết rồi. Bây giờ mình sẽ đi xuống rút tiền đi ăn. Mới họp xong. Bây giờ mình sẽ đi lên tầng 15 của tòa Tiana để lấy một số cái giấy tờ ấy. Chung một ngày làm việc của mình nó, nếu như mình phải lên công ty thì nó rất là không có gì đặc biệt lắm. Mình sẽ ngồi làm thanh toán hay là làm cái gì đấy liên quan đến mấy cái giấy tờ làm việc ấy. Nhưng mà quan trọng nhất ý là công việc của mình là sale, cho nên mình đi thị trường rất là nhiều và tổ chức các chương trình để bán hàng, chứ còn không phải lên đây để ngồi làm việc đấy. Hy vọng là mọi người sẽ hiểu thêm về công việc của mình. Bây giờ mình sẽ đi lên tầng 15, bởi vì cái Vincom thì nó ở bên cạnh tòa TNA luôn. Mình đã lấy giấy tờ xong. Đó. Bây giờ lại xuống tầng 1. Bây giờ mình sẽ đi về ăn đeo ba lô rồi. Đây, ba lô này. Đang thèm uống một cốc trà Phúc Long.
không biết là có nên xuống xuống mua uống hay không. Cứ đi cầm điện thoại này xong chắc mọi người tưởng mình bị điên đó. Tại mọi người yêu cầu mình nhiều quá là quay một ngày làm việc của mình, nhưng một ngày làm việc của mình nó thực sự là nếu mà đi chạy sự kiện ở ngoài thì mới có cái đặc biệt để quay lại cho mọi người thôi. Hy vọng là ngày 14 này anh quản lý của mình anh ấy sẽ rảnh và anh ấy sẽ đi quay cho mình một ngày mà mình đi bên ngoài và chạy sự kiện thì nó sẽ như thế nào. Thật ra cái đấy không phải là cái hội thảo bán hàng mà là một cái chương trình tuyển dụng bên mình và mình được mời đi chạy chương trình đó. Ok, nếu như mà anh quản lý của mình anh ấy rảnh ngày đó thì mình sẽ nhờ anh ấy quay lại nhé. Chống nắng mình hay dùng lan độ C từ 182 xuống còn 146. Trong Guardian rất nhiều mùi tắm á. Đây này, mùi tắm nhiều lắm mọi người. Cái bao nhiêu của mình cũng có này. Mình có thể ra Guardian mình mua. Mình mua dầu xả, bút kẻ mắt của Maybelline và kem chống nắng được giảm giá. Đã vào Guardian và mua hết 478.000 một cây tóc, một cây eyeliner của Maybelline giá hơn 200, hai cái hũ ủ tóc mỗi hũ đang được giảm giá 35.000 rẻ không, và một cái chai dầu xả của Pantene 77.000 và vì kem chống nắng đang được sale là 146.000 cho nên mình cũng mua luôn. Được giảm 40.000 cơ mà. Xe để ở đâu ta? Không nhớ xe để vứt ở đâu rồi. Đây này, xe đây này. Con xe Vision của YouTuber nghèo nhất Việt Nam. Xe Vision này thì bị vỡ đèn. Vỡ đèn xe, vỡ đầu xe luôn. Chưa có thời gian đi thay. Đây YouTuber giàu nhất Việt Nam. Đầu xe bị vỡ. Đèn xe cũng vỡ nốt, đâu có đèn rồi. Đây cho đem xe vỡ. Trời ơi, dầu quá thể. Cái xe nó bẩn dã man rồi, mình còn chưa có thời gian để mà đi rửa xe. Mình đã mặc áo phao vào rồi, bởi vì là đến tầm này thì không thể đẹp được nữa. Hà Nội đang rất là lạnh. Ở trong công ty thì khá là ấm nhưng mà đi ra ngoài thì lạnh lắm, cho nên bây giờ mình đang về thôi. Cho nên là tí về nhà thì mình sẽ cập nhật lại sau nhá. Mọi người thấy mình mặc áo phao. Trời Hà Nội bây giờ nó rất là lạnh, bây giờ mình không thể nào mà đẹp được nữa. Phải mặc áo phao mọi người ạ. Áo phao này mình trông của mẹ. Áo phao đi bán hàng của mẹ, lạnh quá mình trông ra ngoài Hà Nội luôn. Giờ đấy mẹ bảo là hình như mẹ mua cái áo phao này là 150 hay sao ấy. Chắc là mình phải nhờ mẹ mua thêm cái áo này ấm cực. Mình về đã nhá. Bây giờ đang là giờ tan tầm khá là đông, không thể nào quay như thế này được. Bây giờ mình về đã. Bye bye. Đây tòa nhà công ty mình đây này. Đó mọi người thấy không? Bên dưới nó là MSV, còn bên trên nó cao vút như này. 54A Nguyễn Chí Thanh và công ty mình thì ở tầng 15. Mình về đã nhá. Bye bye. Hello. Mình hay trêu bạn này lắm. Bạn này bạn ấy đến nữa bạn ấy quen mình rồi. Thấy không? Bạn ấy quen mình rồi. Nào. Là đớp này, chưa đớp bẩn này. Đấy. Yeah, đây. Bé cực kỳ. Bạn này là của nhà bán cơm Bình Dân đây, gần gần béo vô cùng luôn. Bye bye. Bye 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 bye. Sẽ đứng chờ với cái gì. Về nhà rồi. Vừa đi làm về đã phao to như là phao gấu. Bên trong sẽ có áo vest Kasumi. Hôm nay mình sẽ cho mọi người xem là mình vào Guardian thì mình mua cái gì. Toàn những đồ rẻ thôi. Cái này thì chắc chắn là mình sẽ lên một cái video về chăm sóc da, về những cái sản phẩm Bình Dân ấy. Thì chắc chắn là sẽ có cái này. Cái này là kem chống nắng. Và đây là vì nó được giảm giá ấy. Thì mình mua thì như nó được giảm là 40.000 ấy, xuống từ 180 xuống còn 140 mấy thì mình đã mua luôn, mặc dù cái chai kia của mình thì vẫn chưa hết. Mình mua đây mình cất đây vậy
cái này rất là thích và mình sẽ không bao giờ thay đổi cái này. Cái này là Sunplay Skin Aqua Clear White. Và chắc chắn là mình sẽ lên video review đối với những cái sản phẩm chăm sóc da bình dân sẽ có cái này. Mình không có link cái này đâu, mọi người có thể ra Vinmart này, ra siêu thị Big C và ra mấy cái cửa hàng Guardian đều có hết nhá. Cái này tốt cực. Cái này là chai 55g. Tiếp theo đó thì mình có mua cái này bởi vì mình thấy nó được giảm giá rất là rẻ. Cho nên là hai cái hộp ủ tóc, chắc là của Việt Nam á, đây này, của công ty cổ phần Lavo, và nó làm từ tinh chất bơ, có 35.000 một hũ này thôi mọi người ơi. Rẻ vô cùng luôn. Đây này. Mình thấy nó khá là thơm, chắc chắn là mùi hương liệu, nhưng mà tóc thì mình cũng không có vấn đề gì lắm. Đây này, bên nhìn nó thấy có hương liệu đây này. Mình sẽ dùng thử. Cái này mình cũng mua Guardian, có 35.000 một hũ này thôi thì tiếc gì đâu đúng không? Đó. Tiếp theo đó là một chai dầu xả này của Pantene. Thì mình thấy nó cũng được sale rất là rẻ, còn có 77.000 cái tip to bự như thế này, mình cũng mua luôn. Mình rất hay mua hàng sale. Đấy, cả là một cái này, một cái bút kẻ mắt, vì cái bút kẻ mắt của Caradium của mình nó hết rồi. Thế là mình phải mua cái này. Mỗi cái lần trước mình, mọi người thấy mình cứ lắc cái bút kẻ mắt ấy, vẩy vẩy cho nó ra ấy. Thế là mình còn mua cái này của Maybelline Hyper Sharp, hình như hơn 200 hay sao ấy. Trong đấy thì có rất nhiều các cái loại bút kẻ mắt khác nhau, nhưng mà mình thì mới mua của Maybelline, tại vì mình nghĩ là mấy cái đồ mascara của Maybelline thì nó cũng khá là hịn ấy, cho nên là mình đã mua. Không biết là cái này kẻ có thích không, nhưng mà kẻ thích thì mình sẽ review lại mọi người. Mình nói chung mấy cái hàng drugstore này thì chắc nó cũng ok, và nhất là của Maybelline ấy, mà nó siêu mảnh luôn. Đây mình cho mọi người xem này, kẻ đây nó siêu mảnh luôn đó, nhưng mà nó chưa đậm lắm, chắc là vì bút mới, nhưng mà cái bút này nó rất là mảnh, mảnh hơn cái Caradium của mình rất là nhiều. Ok, đó là một ngày đi làm của mình. Nói chung là mình đi làm mà lên công ty ngồi thì nó cũng không có gì vui đâu, cho nên là mình cũng ít quay lại cho mọi người, tại vì là làm mấy cái công việc hành chính ý thì nó không phải là cái nghiệp vụ của mình. Mình là dân sale mà, là trưởng vùng, cho nên là mỗi lần lên công ty thì sẽ ngồi làm mấy cái việc như là làm thanh toán này, làm mấy cái liên quan đến giấy tờ ấy, các thứ đấy. Nhưng mà bình thường thì mình sẽ có thể là mình ở nhà, hoặc là mình sẽ đến khu vực mà mình quản lý, mình tổ chức những cái chương trình sự kiện để đẩy sale, thúc đẩy sale ở khu vực ấy. Mình không phải là người bán hàng, mình chỉ quản lý các cái anh chị ở trong đội bán, và sau đấy thì công ty sẽ giao target xuống cho mình ấy, và mình cần phải đạt được cái target đó. Thì ai mà làm sale thì cũng đã biết cái đó, chứ còn mình bản thân mình thì mình không phải là người bán. Đó, em này mặc cái này đây không mọi người. Năm 2020 là 29 tuổi rồi, nếu như tính cả tuổi mụ thì bây giờ cũng thấy là nên ăn mặc như thế này cho nó hợp lý thôi, chứ còn trẻ trâu quá nó cũng không có hợp lý nữa, vì mình là quản lý mà. Ok, vậy thì mình đã quay lại cho mọi người xem một ngày của mình như thế nào. Chắc chắn là mọi người sẽ thấy khá là buồn chán đúng không? Thường thường là nếu như mà mình phải đi làm thì mình cũng ít khi lên công ty cả ngày. Nếu như mình phải lên công ty thì mình sẽ lên một buổi thôi để họp hành hoặc cái gì đó, còn không thì mình sẽ làm các cái công việc của mình ở nhà, bởi vì công việc của mình thì không yêu cầu phải lên công ty. Mình có thể ngồi ở nhà thúc đẩy sale, và mình hay đi tổ chức những cái sự kiện ấy. Thì nếu như mà sắp tới đây mình có cái chương trình nào mà tổ chức sự kiện ở bên ngoài thì mình sẽ quay lại cho mọi người xem nhé. Và video ngày hôm nay đến đây là kết thúc rồi. Mình cảm ơn mọi người rất là nhiều vì đã xem video này. Hẹn gặp lại mọi người ở những lần đi làm cùng mình tiếp theo. Và nếu như lần sau mình có anh quản lý đi kèm mà quay cho mình về những cái chương trình mà mình tổ chức như bên ngoài như thế nào thì mọi người sẽ dễ hình dung hơn. Và mình cảm ơn mọi người rất là nhiều. Hẹn gặp lại tất cả mọi người ở video sau. Đừng quên like, subscribe và nhấn vào nút chuông để nếu như mình có video mới thì mọi người là những người đầu tiên gặp mình nha. Đừng quên subscribe đấy. Quên subscribe là bắn đấy nhá. Bye bye.